tuyệt vời, hôm nay các con và cô lại được gặp nhau đang ảnh hưởng với tôi. Các con ơi, trong giai đoạn dịch bệnh, các con nhớ là phải hạn chế đi ra ngoài đường. Nếu các con có đi ra ngoài đường thì các con nhớ là phải đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và đeo rửa tay khô nha các con. Đến với tiết học ngày hôm nay, cô Nga sẽ hướng dẫn cho các con 6 bước rửa tay. Bây giờ các con hãy cùng hướng về màn ảnh nhỏ để quan sát cô Nga thực hiện nha. Tiên các con sẽ dặn và rửa ra, làm ướt đôi bàn tay của mình. Sau đó lấy một lượng xà phòng vừa đủ, chúng ta sẽ chà và tạo bọt. Chà lên mu bàn tay và các kẽ tay. Ngược lại. Sau đó chúng ta chà hai lòng bàn tay và các kẽ tay với nhau. Chúng ta sẽ những bề ngoài của các ngón tay. Chúng ta sử dụng lòng bàn tay bên đây. Xoay ngón tay cái. Và ngược lại. Chụm 5 đầu ngón tay vào lòng bàn tay và xoay. Và ngược lại. Bước cuối cùng chúng ta sẽ dặn dò nước ra và xả tay, rửa tay cho sạch. Khi các con rửa tay cho sạch, các con sẽ tắt dò nước và để tay như vậy. Cho ráo nước. Và chúng ta sẽ sử dụng một chiếc khăn khô và sạch, chúng ta sẽ lau bàn tay cho thật là khô. Các con ơi, cô Nga vừa thực hiện xong 6 bước rửa tay đó các con. Các con nhớ ở nhà là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và đeo rửa tay khô nhé. Tiết học của cô Nga đến đây là kết thúc rồi. Cô Nga xin chào và tạm biệt tất cả các con.